Một pha cắt bóng khá may mắn, một cú dứt điểm ngay. Nhẹ hơn một chút thì có lẽ đã là một tình huống nguy hiểm. Pha xử lý của Hoàng Đức, đó là một pha xử lý rất quyết đoán. Sau khi cắt được bóng, Hoàng Đức đã quyết định lốp bóng ngay.